Hứa Hằng xin gửi lời chào thương thương tới quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cái giọng hồi nãy là mình tập luyện có lâu không? Mình cứ điều cái hơi mình lại. Hả? Có ốc quế sầu riêng hả? Ốc quế sầu riêng thôi. Mình nói từng chữ một thôi. À, mình đâu cần gấp đâu. Tại vì cái giọng này mà nói nhanh là không ai nghe. Em rất yếu về cái nhảy, nên là bây giờ nhảy có gì quên là mọi người quý vị không trảm giùm em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một câu nói quen thuộc của diễn viên Hữu Đằng trong bộ phim Gia Đình Cục Súc phần 2 Squid Game, ngay tại sân khấu của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Ủa, có bánh mì hơi hả? Ơi, ốc quế sầu riêng hơi. Ốc quế sầu riêng. Miên đã có thể thể hiện rất là tốt bài nhảy này, gửi đến tất cả quý vị.